Dạ vâng, em chào tất cả mọi người nhá. Thì hôm nay em lại bắt một tổ ong nữa em nuôi. Thì cái video lần trước á, thì là hỏng một tổ. Hôm nay lại hỏng nốt cái tổ bên cạnh này anh em ạ. Ong năm nay không biết kiểu gì, năm trước thì mình cũng bị, nhưng mà cũng đỡ, năm nay lại dính tiếp. Đây tổ ong ở đây. Chán quá anh ạ. Đấy, quân thì nó vẫn đi kiếm ăn. Đấy, quân thì vẫn đi kiếm ăn bình thường. Đây nhỉ, đấy đấy đấy. Ở cái lưng của nó cứ bị nào ạ. Để mình xem ở dưới này xem có dính nhộng rơi không. Tổ này thì chưa thấy nhộng rơi. Như cái à đây 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 đây. Đây anh em ạ, quân chết rồi. Quân chết rồi. Có quân chết rồi đấy. Hôm nọ mình bắt cái tổ ở bên này. Không thấy xây nữa, mình không thấy nó xây nữa thì là mình phải bắt nó luôn chứ không để nữa. Để thì nó thối, nó hỏng hết nhộng anh em ạ. Đây, quân chết rồi anh em này. Đây này. Đấy, quân chết rồi. Đấy đây, quân chết này. Hai quân chết này. Thế này mình không bắt là ít nữa là hỏng hết anh em ạ. Thế là phải bắt thôi. Đấy, cái loại cái bộ quần áo này á thì là nó có quạt, nó không bị dính mờ anh em nhá, thoải mái luôn. Nhộng thì vẫn khỏe anh em nhá. Đây này, con này ở lưng nó bị nào rồi anh em này. Đấy, và bây giờ mình tháo nó xuống anh em nhá. Cầm chỗ rộng rộng kia thì mình kiểm tra nó. Đấy, quân thì vẫn ok anh em. À, con nhộng thì vẫn ok, nhưng mà quân thì chết nhiều quá rồi. Mình cầm luôn hẳn ra cái chỗ lên nhà của mình kia. Tổ rõ đẹp anh em ạ. Rõ đẹp thì lại bị dính hỏng. Hôm nọ mình hỏng một tổ rồi, hôm nay lại hỏng tiếp tổ này. Chắc là không được.
Ở cách đây khoảng một cây có một người nuôi nuôi ong khoái ngoại đây anh ấy. Nhưng mà theo mình nghĩ chắc họ không đánh thuốc đâu. Tầng dưới này vẫn rất ok anh em ạ. Quân thì bị dính chết rất. Tổ này đang phát triển mạnh anh em ạ. Thế mà bây giờ căng lắm rồi, chắc là chỉ được 7 lạng, không thì chỉ được 6 lạng thôi. Đang phát triển mạnh thì côn của nó có hiện tượng chết, may nhộng vẫn chưa chết. Thế là mình phải bắt luôn anh em ạ. Đây này, đây có con nó cũng chết này. Chết khô này. Đây. Chỗ mình vừa bóc ra này. Đây, những con này cũng chết từ trong tổ nhá, không phải vừa nãy mới chết đâu. Con này nữa này, con này thì đây chỗ lưng của nó cứ bị thế nào đây anh em này. Chỗ lưng của nó cứ có cái sợi tơ gì dính ở lưng này. Đây còn nữa này. Năm nay lại một ở chỗ mình thì cũng có rất nhiều người nuôi, nhưng mà chỗ mình đấy cũng cách xa mấy chỗ kia mấy cây đấy, phải đến 5-6 cây. Nhưng quả họ không bị dính chết, nhưng quả mình thì lại bị dính chết. Đấy. Anh em nuôi nếu mà ai bị dính chết như mình thì biết xem là nó bị thế nào thì bảo mình với nhá, xem có cách gì xử lý được không. Thôi cảm ơn tất cả mọi người. Mọi người nhớ đăng ký kênh để tiện theo dõi video tiếp theo mình đăng lên nhá. Thôi mình xin kết thúc video ở đây thôi. Mọi người có nhu cầu mua quần áo bảo hộ bắt ong thì liên hệ cho mình nhá. Mình chỉ bán loại bằng bạt này thôi, vừa rẻ mà dễ sử dụng, an toàn, nhẹ nhàng, đi rừng không phải nặng như các bộ khác. Thôi mình kết thúc video ở đây thôi.